Vâng, xin kính chào toàn thể quý cô bác anh chị. Ngày hôm nay xưởng gỗ bên em xuất xưởng các sản phẩm đồ gỗ ở đây để giao về cho tất cả quý anh chị khách hàng yêu mến để ủng hộ cho cơ sở Mộc Nam Huy. Và đầu tiên, ngay từ khu vực ở phía bên ngoài, đây là sản phẩm cơ sở sẽ giao về cho chú Thao có địa chỉ tại quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Và đây là bộ ghế hoàng gia, chất liệu gỗ hương đá, theo tiêu chuẩn mặt ván khung tranh 42 và bản tay là tay đặc nguyên khối. Sản phẩm này có giá là 69 triệu tại cơ sở bên em, được làm với tiêu chuẩn rất cao. Các chi tiết về các bản trương, bản cánh gà được đục tay thủ công. Và đặc biệt hơn cho sản phẩm này, đó là tất cả các phần mặt sau trên cả ghế đơn và cả ghế băng là cơ sở bên em cho anh em đục tay thủ công hết, đục đầy đủ các nét. Đó. Ở đây là một cái tiêu chuẩn rất cao nha quý anh chị nhá. Không phải là cái sản phẩm nào cũng được làm với tiêu chuẩn như vậy. Và chỉ cổ 3 tầng. Đi kèm với các phần kính mặt bàn và mặt đôn, cơ sở bên em cắt sẵn tặng kèm cho quý anh chị khách hàng luôn. Quý anh chị khi mua hàng tại cơ sở bên em thì không phải lo đến cái tấm kính mặt bàn nữa. Trên tất cả các sản phẩm luôn nhá, cơ sở đều có tặng hết. Tiếp theo là một bộ ghế gỗ gua đỏ. Đây là sản phẩm Minh Quốc Đào. Đây là sản phẩm cơ sở bên em có thanh lý. Đây chính xác là sản phẩm thanh lý và giảm giá rất là sâu. Với giá gốc là 52 triệu cơ sở thanh lý cho anh Xuân. Còn có thanh lý giảm 7 triệu luôn quý anh chị nhé. Thanh lý giảm 7 triệu. Đây là bộ ghế cuối cùng thuộc cái tiêu chuẩn tay nghề nguyên khối và mặt ván tràn nguyên tấm dày 3 phân. Vì đây là một cái bộ ghế cũng cơ sở cũng để khá là lâu rồi, cho nên là thanh lý cho anh một cái mức giá, có thể nói rằng nói chung nói về mức giá và giảm 7 triệu cho bộ ghế thì chắc chắn là không còn tính đến công tác gọi là lời lãi gì nữa cả. Tại vì cái sản phẩm này để cũng lâu rồi ấy, thì thanh lý đi thì thứ nhất là khách thì có hàng xài, cơ sở thì cũng bán đi để làm một cái lô hàng mới cho nó mới. Và tiếp theo là một chiếc tủ thờ. Đây là chiếc tủ thờ gỗ gua đỏ. Có giá 13 triệu sẽ được giao về cho chú Bình, có địa chỉ tại Hồng Ngự, Đồng Tháp. Sản phẩm này thì là một trong những sản phẩm trên chất liệu gỗ gua đỏ thì có thể nói rằng mẫu tủ này là một mẫu tủ có cái giá mềm nhất. Giá mềm nhất luôn. Chất liệu là gỗ gua đỏ 100% nhưng mà chúng ta làm với một cái tiêu chuẩn nó vừa đủ, không quá dày dặn. Và cũng không có các cái phần ô chám gỗ gõ nào, cho nên là giá nó cũng rất là mềm thôi. Với kích thước của tủ là 1m47. Và tổng quan thì đó là ba sản phẩm mà cơ sở sẽ giao từ thành phố Hồ Chí Minh tới Tiền Giang và tới Đồng Tháp. Ba sản phẩm này cơ sở bên em sẽ ghép trên cùng một chuyến xe luôn để giao về cho tất cả quý anh chị khách hàng. Và các sản phẩm này cơ sở cũng xin được gửi lời cảm ơn chú Bình, chú Thao và anh Xuân đã ủng hộ cho cơ sở các sản phẩm trên. Và qua video này, cơ sở cũng xin được gửi lời cảm ơn và chúc sức khỏe đến hai chú và anh Xuân cùng với toàn thể quý cô bác anh chị đã thường xuyên theo dõi và ủng hộ kênh YouTube của Mộc Nam Huy. Còn rất nhiều các sản phẩm khác, nếu mọi người có nhu cầu, xin cùng liên hệ đến xưởng qua hai số điện thoại được ghi trực tiếp ngay trên màn hình, hoặc mọi người có thể vào trong mục video của Mộc Nam Huy để xem thêm nhé.